hôm nay em ăn thử rồi. Ngon quá chị, không có chua. Có chua. Lời nói đầu clip xin thay mặt cho kênh gửi lời chào đến với các bạn gần xa, một lời chúc sức khỏe. Thưa các bạn, tiếp tục sẽ di ở thành phố mộng mơ và mùa mưa bão có gì thú vị hơn những ngày bình thường không ào? Xin mời quý vị cùng xem. Mọi người vì chất lượng hình ảnh do người quay clip chưa chuyên nghiệp đó, một lần nữa chân thành xin lỗi và bỏ qua cho. Tại là những hình ảnh trong khuôn viên chợ trái cây Đà Lạt. Qua đây nè chị. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để xem hết clip.
Xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo.